Đây rồi em ơi. Wow. Đây rồi em ơi. Wow. Ôi, bộ phi to nha em ơi. Bộ phi cũng nha em ơi. Cậu. Đây rồi anh em ơi. Đây rồi anh em ơi. Chà. Ai, con gì vậy? Mày chạy đâu? Hai, xin chào 500 anh em nhé. Thì hôm nay anh em ta lại quay trở lại chỗ này để phục thù các bác ạ. Nọ em bom mất con ở trong này, tiếc lắm, về hôm đấy là mất ăn mất ngủ luôn. Hôm nay lại sang sớm để lành. Cũng là rất là may mắn hôm nay nước về nó khô rồi các bác ạ. Nước nó khô rồi thì là ngồi nó không bị ướt chân. Để đỡ bị kiến nó bò anh em ạ. Để có bao nhiêu kiến ở trước nó lụt thế này, kiến cứ bâu ngọn cỏ đấy. Thế là em cứ ngồi về nó bò hết lên người các bác. Và nghĩ đến bất hại. Hôm nay nước khô rồi anh em ạ. Nước xuống rồi, cầu rất ok. Đẹp đấy. Bình thường thì em sẽ ra cần lục trước, nhưng mà hôm nay em ra năng xê trước đi. Năng xê nó màu đỏ, mồi màu đỏ cho nó may mắn các bạn. Dạ, lại nuôi cần màu đỏ. Đánh xê cần màu đỏ trước cho nó may mắn nào. Cái này chắc là bộ xịn nhất trong cái đống đồ của em các bạn. Đẹp ạ, anh em cầm cái này về cái thích ngay. Nhìn ấy thấy thích đây. Phôi của nó là phôi các con xoắn y hệt cái con 20H luôn. Ở góc bên kia là có bác ngồi câu rồi các kìa. Thì sớm nhỉ. Trước mắt tạm thời thì anh em ta sẽ đánh 3 cái các bác nhé. Xem tình hình cá mũi thế nào này. Hôm nay thứ bảy cuối tuần chắc là sẽ đông anh em đi câu này. Bên kia các bác cứ sợ mất chỗ, các bác cũng đi sớm thế. Giờ mới trộn này các bác này, giờ mới trộn đủ chua. Hơi nhão này. Cám xay các bạn. Ngon luôn. Thừa này em bọc kín rồi nhé. Ok các bác. Đây, sầu xong hết rồi các bác ạ. Thì nó có bác hỏi em là kinh nghiệm tầm bao lâu thì cá nó vào. Thực ra cái này khó nói lắm anh em ạ, bởi vì cá nó vào có lúc mình sầu xong khoảng 15 phút đã lên một con rồi, có lúc thì sầu đến tầm trưa mới lên một con cơ. Đấy, khoảng 4-5 tiếng nó vào cơ, tùy vào cái lúc cá nó ăn hay không, tùy vào ngày đấy các bạn. Nên là không thể nói là cứ sầu bao lâu thì cá nó vào đâu, nó khó nói lắm.
chỗ nào mà nó dày cá thì xả đôi khi chỉ một lúc nó đã vào rồi, còn chỗ thưa thì thả khi cả ngày, chiều tối hết được một con. Đấy, ngoài sông bây giờ đi câu không thể nói trước được điều gì anh em ạ. Hôm nay cuối tuần chắc là tí anh em đến đây chắc đông ấy. Đấy, bầu trời đằng sau thì nó mây mù các bạn, trái kín này, không biết là có mưa không. Kể ra ngồi đang câu mà mình ngồi xong bắt đầu nó mưa lác đác thì hay, cắm phao cũng thích mình ngồi nó mát. Để rồi anh em ơi, để rồi anh em ơi, chờ chờ chờ, ai à, ai à, ai à, con gì vậy, mày chạy đâu, à thôi thôi thôi, để chúng tôi vào xem, chạy đâu, còn lại những cậu thắng luôn các bạn, đau quá. Được một chú nhỏ nhỏ, chú trôi này, vào đây, chú đỏ này, chú đỏ anh em ạ, một kẹo phê thật, đó là, ok, ok, nhà đánh cây cái này khỏe lắm các bạn, gặp hàng cứ bo luôn, bo chết thôi. Ôi bộ phi to nha anh em ơi. Ôi bộ phi của anh em ơi. Cậu. Ui chào mẹ, được phi to chưa anh em ơi. Trời ơi. Ai à, để mà gỡ ra. À trời trời trời. Con này to đấy. Con này chắc là hơn cân đấy các bạn. Con này chắc là hơn cân, cho rõ đã.
hồi tuần quá. Nào nó phí to thế nhỉ. Ít rồi anh em ơi. Ui dọn bể. À trời ơi, dọn bể to thế. Chết khủng mà. Lúc đầu dọn bể to thế anh em này. Sợ đi này. Dã man bọn bể các bác sẽ nhìn sợ chưa? Ném này vào đây. Bọn bể to thật anh em ạ. Hơi lạnh. Trùng dây nhỉ các con này, cần lại trùng dây này. Sao trùng dây này ui à, đóng cá này anh em ạ. À đóng cá nó kéo lại trùng dây. À đóng con đục phi. Ôi là con đục phi. Ôi đồ đục phi to luôn, kéo trùng dây từ bao giờ ấy. À, đồng rô phi to. Tự nhiên nhìn thấy cái dây nó trùng hẳn xuống này ra. Dính luôn từ bao giờ. Rồi được con rô phi là ok đâu. Đỉnh rồi anh em ơi. Đỉnh rồi anh em ơi. Ôi rồi. Ui, bóng rồi. Ủa phí thế nhỉ, đóng ngay đầu con chuối anh em ạ. Ủa con chuối to đấy. Đóng ngay rìa mép một. Bỏng mất tiếc thế. Nó đóng ở ngay rìa mồm anh em ạ. Phí thế nhỉ. Nó đóng ngay ở rìa mồm rách mất nuôi quả căng quá. Ngồi vào căng quá nhỉ, tiếc thật. To thế mà. Đây rồi anh em ơi. Úi xời ơi, dọn bể. Úi cha mẹ ơi, dọn bể bự.
Ui giời anh em ơi, dọn bẻ dã man chưa? Kinh khủng thởm luôn. Mày ăn gì mà to thế? Phơi nắng à. Hai đoạn bể rồi anh em ạ. Dọn bể ăn gì ở to thế? Ôi, cười cười cắn, à cắn 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 nóng rồi anh em ơi, có gì quay. Ôi ai à, ai à, mà chạy đâu. Ui có trong đen anh em ơi, trong đen rồi. Ôi tuyệt vời tuyệt vời. Mà cũng hỏng mồm. Con này không phải vợt, mọc mấy nữa. Đây này. Ui, chấm đèn, chấm đèn. Ui, dậy dậy. Ngon luôn. Chấm đèn, đúng chấm đèn các bác ạ. Phê anh em ơi, đây lên một chú chấm đen này, vừa bong muốn chui ở cần lục thì giờ được một con chấm đen. Mùi gạch các bác nhá. Bỏ đấy đi. Thank you.